khách tham quan cầu Hiền Lương phải đóng phí, lãnh đạo sở lên tiếng. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Những ngày qua, nhiều người dân và du khách thập phương khi đến tham quan di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, nối liền huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, cảm thấy bất bình với cách đón tiếp của ban quản lý di tích. Cụ thể, khi xuống xe và muốn đi bộ vào tham quan cầu Hiền Lương, du khách bất ngờ với tấm biển ghi nội dung yêu cầu quý khách mua vé trước khi vào tham quan di tích cùng với barrier đặt trước đường dẫn vào di tích. Cầu Hiền Lương sông Bến Hải gắn liền với vĩ tuyến 17 là di tích lịch sử, từng là giới tuyến phân định hai miền Nam Bắc trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Tôi cùng gia đình tìm về đây để giới thiệu cho con cháu một điểm di tích gắn liền với những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc, nhưng bị cấm cản bởi cách làm của những người quản lý di tích, ông Hoàng Xuân Tiến, trú tại Ý Yên, Nam Định chia sẻ. Cũng theo ông Tiến, đánh răng thu phí tại các điểm tham quan là cần thiết để có nguồn kinh phí tu bổ, cải tạo các điểm di tích, nhưng nếu cái nào cũng thu, chỗ nào cũng phải trả phí thì sợ rằng lâu dần những chỗ này sẽ phai nhạt giá trị lịch sử, chưa kể là ảnh hưởng đến thu hút du lịch của địa phương. Trao đổi với Vietnamnet, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, ông vừa chỉ đạo ban quản lý di tích đôi bờ Hiền Lương Bến Hải thu hồi bảng hiệu nói trên đặt ở đường dẫn vào cầu Hiền Lương. Theo ông Tuấn, thời gian vừa qua lượng du khách đến Quảng Trị và tham quan di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải tăng cao, trong khi đó nhân viên của ban quản lý di tích lại ít người. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, du khách đến tham quan di tích đôi bờ Hiền Lương Bến Hải sẽ phải mua vé với mức 50.000 đồng trên lượt đối với người lớn và 20.000 đồng trên lượt đối với trẻ em. Mấy ngày qua, lượng khách đến tham quan đông, nhiều đoàn khách khi đến di tích, họ không vào mua vé để được chỉ dẫn các điểm tham quan, mà đi thẳng ra khu vực cầu Hiền Lương nên ban quản lý di tích đặt tấm biển trên. Thực tế di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải với nhiều điểm tham quan như kỳ đài, nhà lưu niệm, cầu cũ Hiền Lương và tấm biển ghi nội dung như trên là để tham quan các điểm chứ không phải chỉ riêng cầu Hiền Lương. Tuy nhiên, do tấm biển đặt ở đường dẫn vào di tích cầu Hiền Lương khiến du khách hiểu nhầm, ông Tuấn chia sẻ. Cũng theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, sau khi tấm biển với nội dung gây tranh cãi bị thu hồi, ban quản lý di tích đôi bờ Hiền Lương Bến Hải sẽ cử một nhân viên túc trực tại đường dẫn vào di tích để hướng dẫn cho du khách đến tham quan. Với 72 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh và có hàng chục điểm di tích lịch sử gắn liền với các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, Quảng Trị được xem là địa chỉ đỏ để hàng ngàn người dân, du khách và thân nhân các anh hùng liệt sĩ tìm về thăm viếng. Tìm về với mảnh đất từng chịu nhiều đau thương trong chiến tranh, mỗi thế hệ người dân đều bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với sự hy sinh của các bậc cha anh đi trước.